sau vụ việc messi không ra sân tại hồng kông ban tổ chức hoàn tiền vé chương trình của cctv cắt cảnh quay messi để trả đũa công ty chuyển phát nhanh bị người trung quốc tẩy chay chỉ vì ủng hộ messi đảng cộng sản trung quốc đã biến messi thành nhân vật siêu phản diện như thế nào đặng hiểu xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương mục điểm nóng trên kênh dbc Thưa quý vị, trong tuần qua, chuyến đi Hồng Kông của ngôi sao bóng đá thế giới Messi đã trở thành chủ đề nóng. Có người khen ngợi Messi và ủng hộ anh, trong khi một số người tin theo phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã liên tục lên mạng đả kích hành động tình cảm dân tộc chỉ trích Messi. Vào ngày 6 tháng 2, ngôi sao bóng đá Argentina Messi đã đến Hồng Kông trong 72 giờ ngắn ngủi cùng Inter Miami để thi đấu giao hữu với đội tuyển bóng đá Hồng Kông. Tuy nhiên, anh đã khiến khán giả thất vọng khi không thể vào sân thi đấu. Messi cũng tránh bắt tay và chụp ảnh với các quan chức chính phủ Hồng Kông. Điều này khiến phe yêu nước chỉ trích. Vào ngày 9 tháng 2, nhà tổ chức giải đấu Taylor Asia dưới áp lực dư luận đã tuyên bố rằng họ sẽ hoàn lại 50% tiền cho những người hâm mộ tham dự sự kiện. Ông Dương Bộ Xuân, giám đốc trung tâm Trung Quốc của Viện Nghiên cứu Hudson của Mỹ, phân tích Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quen với việc diễn giải những sự việc tầm thường thành những kế hoạch lớn chống đảng, hoang tưởng biến ngôi sao bóng đá Messi trở thành siêu ác nhân chống lại chủ nghĩa Cộng sản. Messi đã đưa ra một tuyên bố trên Weibo vào ngày 8 tháng 2 rằng Thật đáng tiếc khi tôi không thể thi đấu trong trận giao hữu ở Hồng Kông do chấn thương ở cơ đùi. Chấn thương của tôi sưng tấy và đau đớn, những người bạn hiểu tôi đều biết tôi muốn dốc hết sức mình ở mỗi trận đấu, đặc biệt là trong tình huống cùng các đồng đội từ xa đến. Vào ngày 9 tháng 2, nhà tổ chức giải đấu Tyler Asia đã tuyên bố dưới áp lực rằng họ sẽ hoàn lại 50% tiền cho những người hâm mộ tham dự sự kiện. Do vắng mặt và có thái độ thờ ơ với chính quyền Hồng Kông, Messi đã bị các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc và phe yêu nước tại Hồng Kông chỉ trích thậm chí họ còn cáo buộc messi bị các thế lực thù địch bên ngoài thao túng nhằm xúc phạm chính quyền hồng kông messi đã đi vòng bỏ qua hàng đợi và đi ra phía sau ông lý gia siêu và những người khác tránh bắt tay các quan chức hồng kông sau vụ việc chương trình của cctv đã cắt cảnh quay messi để trả đũa vào ngày 13 tháng 2, nhiều kênh truyền thông Trung Quốc đưa tin, ngoài việc tẩy chay trận đấu, chương trình Total Soccer bóng đá thế giới của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV phát sóng ngày 12 tháng 2 đã loại bỏ toàn bộ cảnh ngôi sao bóng đá Argentina Messi ở đoạn đầu. Cảnh dễ thấy nhất là vài giây cuối cùng, hình ảnh Messi đưa Argentina tới chức vô địch World Cup được thay thế bằng cảnh Philip Lam dương cao trước cúp FIFA World Cup với tư cách đội trưởng đội tuyển Đức năm 2014. Ở giữa có một cảnh ngắn Messi mặc áo Barcelona để ăn mừng, nhưng cảnh này cũng bị cắt và trực tiếp thay thế bằng cảnh mở rộng về một nghệ sĩ thổi kèn đang chơi nhạc. Báo cáo cho rằng việc thay đổi tiêu đề không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng ngoại trừ Messi, tất cả các cảnh quay, nội dung và âm nhạc của clip này đều bị thay đổi và điều rõ ràng là nhắm vào Messi. China Digital Times, kênh truyền thông trực tuyến chuyên ghi lại những thông tin bị kiểm duyệt ở Trung Quốc, kết luận Messi vẫn là Messi, nhưng Hồng Kông đã không còn là Hồng Kông của quá khứ. Thậm chí vào ngày 9 tháng 2, Cục Thể thao Hàng Châu đã thông báo chuyến đi của đội tuyển bóng đá Argentina tới Trung Quốc vào tháng 3 đã bị hủy bỏ. Trang Võng nghị Wang dự đoán làn sóng chấm dứt hợp đồng giữa thương hiệu Trung Quốc với Messi sẽ ập đến. Messi hiện có hợp đồng đại diện thương hiệu với ít nhất 6 thương hiệu ở Trung Quốc. Công ty chuyển phát nhanh bị người Trung Quốc tẩy chay vì ủng hộ Messi Khi làn sóng sự việc ngày càng thu hút sự chú ý của cộng đồng người Hoa, Đoạn video quay cảnh một người nổi tiếng trên internet giận dữ cắt áo có chữ ký của Messi để bày tỏ sự tức giận mới đây đã xuất hiện trên internet đại lục thu hút sự chú ý của dư luận. Một video trên Douyin, người nổi tiếng trên internet Trung Quốc đại hùng mới đây đã tìm đến người hâm mộ, quyên góp chiếc áo đấu có chữ ký của Messi trị giá 30.000 nhân dân tệ, sau đó dùng kéo cắt và xé nhỏ Ngoài ra, công ty chuyển phát nhanh đa quốc gia của Trung Quốc Rabbit Express tuyên bố rầm rộ rằng họ đã thuê Messi làm người phát ngôn của thương hiệu toàn cầu của công ty. Tuy nhiên, khi sự việc Messi lan rộng, nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã bắt đầu bày tỏ sự tức giận với Rabbit Express và đưa ra lời kêu gọi tẩy chay. Nhiều người hâm mộ Trung Quốc bắt đầu bày tỏ sự tức giận đối với nhãn hiệu chuyển phát nhanh Rabbit, thậm chí còn lên tiếng tẩy chay. Từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ từ chối tất cả các sản phẩm của Rapid Express. Khi mua đồ, tôi sẽ ghi vào đánh dấu nhắc nhở Rapid Express không được chấp nhận. China Business News đưa tin vào ngày 10 tháng 2 rằng một tài khoản Douyin có biệt danh Rapid Express nói rằng Rapid Express không thiếu tài nguyên. Phản ứng hống hách này đã khiến nhiều cư dân mạng tức giận, khiến vụ việc này trở thành một chủ đề tìm kiếm nóng trên Weibo. Sau đó, tài khoản Duyin chính thức của Rapid Express liền khẩn trương làm rõ, người đăng thông tin không phải là tài khoản chính thức của công ty và không đại diện cho quan điểm của công ty. Tuy nhiên, Rapid Express vẫn chưa phản hồi chính thức về việc liệu có thay thế người phát ngôn của mình hay không. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã biến Pepsi thành nhân vật siêu phản diện như thế nào? Ông Dương Bộ Xuân đã viết một bài báo trên tờ Washington Times vào hôm thứ Tư ngày 14 tháng 2 rằng vụ náo động gần đây xung quanh việc Messi vắng mặt trong trận đấu bóng đá Hồng Kông minh họa rõ nét chứng hoang tưởng sâu xa và chứng tâm thần phân liệt chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Dương Mậu Xuân nói, cốt lõi của cuộc tranh cãi này nhằm ở tính đa nghi của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với cộng đồng quốc tế nguyên nhân sâu xa là đảng cộng sản trung quốc luôn tin rằng có một âm mưu nhằm phá hoại chế độ cộng sản và âm mưu này lan rộng và được tính toán trước ông dương mậu xuân phân tích đảng cộng sản trung quốc xem những sự cố nhỏ là những kế hoạch lớn chống đảng và đảng cộng sản trung quốc phải đối phó với thế lực này bằng những phản ứng cường điệu và vô lý thể hiện thế giới quan đầy tính hoang tưởng hung hãn và hiếu chiến của nó ông dương mộ xuân phân tích có hai lý do đằng sau hành động tuyên truyền hệ tư tưởng âm mưu của đảng cộng sản trung quốc trước hết các nhà lãnh đạo đảng cộng sản trung quốc không hài lòng với những diễn biến chính trị gần đây ở argentina và họ lợi dụng vụ việc messi để đáp trả tổng thống mới đắc cử của argentina ông javier millay ông javier Milei là người ủng hộ thế giới tự do hiện đang tiếp quản quyền lực của các lực lượng chính trị cánh tả đã nắm quyền trong nhiều năm qua theo phe của đảng cộng sản trung quốc ông Javier Milley rất khoát bác bỏ chủ nghĩa xã hội toàn trị ở Argentina và phản đối việc Argentina gia nhập liên minh BRICS của thế giới cộng sản. Liên minh BRICS do Bắc Kinh lãnh đạo và hy vọng sẽ thay thế sự thống trị kinh tế của phương Tây. Tuyên bố của ông Javier Milley đã thách thức trực tiếp ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với thế giới. Ông Dương Mậu Xuân nói, Messi, ngôi sao bóng đá thế giới, người Argentina đã vô tình tham gia vào cuộc đấu tranh tư tưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bắc Kinh giải thích việc Messi vắng mặt thi đấu ở Hồng Kông là một hành động cố ý, thách thức và là một tuyên bố chống lại tham vọng chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thứ hai, sự hoang tưởng về hệ tư tưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khiến giới truyền thông đại lục dựng lên thuyết âm mưu về câu lạc bộ bóng đá nơi Messi thi đấu. Một bài báo theo chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc Global Times đã gọi câu lạc bộ bóng đá có trụ sở tại Florida này là một tổ chức mặt trận chống cộng hợp tác với CIA. Đảng Cộng sản Trung Quốc có xu hướng nhìn các vấn đề thế giới có lăng kính đối đầu về ý thức hệ với mọi hành động được coi là một phần của cuộc đấu tranh chống cộng lớn hơn sự nhạy cảm và hoang tưởng của chính quyền trung quốc khiến họ xem các hành động cá nhân là có động cơ chính trị và nó sẽ hết sức chấn áp những người bất đồng chính kiến dưới thế giới quan đặc trưng bởi chứng hoang tưởng tư tưởng sâu xa và tâm thần phân liệt chính trị của đảng cộng sản trung quốc một siêu sao quốc tế giờ đây đã trở thành một siêu tội phạm quốc tế chiến đấu chống lại đất nước xã hội chủ nghĩa trung quốc thông tin vừa rồi đã khép lại chương mục điểm nóng của dbc chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo